Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 25 tháng 5. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu tác động của hai hình thái thời tiết là gió mùa Tây Nam và áp cao cận nhiệt đới, nên nắng mưa đang xen. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng. Riêng khu vực phía Bắc có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ. Các khu vực khác tuy không xảy ra nắng nóng, nhưng mức nhiệt khá cao từ 31 đến 33 độ. Oi bức vào trưa chiều. Về đêm và sáng sớm mức nhiệt chỉ từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 5 cao nhất 377 cm, xuất hiện lúc 11 giờ 25 phút, thấp nhất 170 cm, xuất hiện lúc 5 giờ 5 phút.